Thưa quý vị, vào sáng ngày 26 tháng 11, tại chùa Trung thành phố Sông Công, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức đại lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện, công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Trung. Chứng minh cho buổi lễ có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư tôn đức thường trực ban trị sự tỉnh, đông đảo tăng ni trụ trì trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Sông Công. Chùa Trung hay còn gọi là Thiện Thệ Tự là một ngôi chùa cổ gắn liền với sự hình thành và phát triển văn hóa của miền Trung Du Bắc Bộ. Trải qua bao biến cố thăng trầm cùng phận nước, ngôi chùa cũng dần xuống cấp trầm trọng. Vừa qua ngày 20 tháng 10 năm 2021, Đại Đức Thích Nhuận Phước và Nhân dân địa phương đã khởi công trùng tu xây dựng lại ngôi Tam Bảo. Sau 3 năm thi công, công trình mang ý nghĩa tâm linh lịch sử đã được hoàn thiện trang nghiêm tố hảo. Trải qua 10 năm gieo duyên và làm các công tác Phật sự tại chùa, Đại Đức thích nhuận phước với hạnh nguyện của người con Phật, làm hưng thịnh cảnh giả lam, khiến cho cảnh vật nơi đây thay màu đổi sắc tốt tươi, lòng người hoan hỷ. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Thành đã quang lâm, trao quyết định bổ nhiệm cho vị tần trụ trì, Đại Đức thích nhuận phước. Đại Đức thích nhuận phước đã có lời phát nguyện, làm tròn trách nhiệm trụ trì, phụng sự đạo Pháp và dân tộc, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng hiến trương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế ban tăng sự trung ương và quy định pháp luật, tích cực tham gia từ thiện xã hội tại địa phương phát động. Lãnh đạo chính quyền thành phố Sông Công đã đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Đại Đức Thích Nhuận Phước cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trong việc đẩy mạnh hoạt động Phật giáo trên địa bàn thành phố theo đúng tinh thần đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội ban đạo tử thượng tọa thích nguyên thành sách tấn đại đức tân trụ trì hãy cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà giáo hội đã giao phó phát huy đời sống tâm linh trong bà con lối xóm kết hợp với ban hộ tự làm tốt các công tác phật sự tại địa phương tiếp tục xây dựng ngôi tam bảo ngày càng trang nghiêm ngay sau lễ công bố bổ nhiệm trụ trì các nghi lễ khánh thành đại hùng bảo điện đã được tiến hành long trọng trang nghiêm đại cát như ý thành tựu viên mãn dưới sự chứng kiến của các đại biểu cùng tăng ni phật tử thập phương